xin lòng thương xót Chúa ban cho con một trái tim mới, trái tim biết yêu tha nhân, biết cho mình đi và luôn tha thứ. Xin lòng thương xót Chúa ban cho con một tâm hồn mới, tâm hồn sống trong bao dung, sống trong tình thương, sống trong bình yên. Con xin tin thơ vào tình thương bao la của Chúa, bên trái tim cha lòng con ngây ngất hoan ca. Con xin dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa, bên suối yêu thương hồn con hướng về lòng cha. Nguyện xin lòng thương xót Chúa ban cho con bàn tay dịu êm, xoa dịu nỗi đau khôn nguôi, đỡ nâng ủi an mảnh đời đau thương. Quà tặng tin mừng Chúa Nhật thứ hai phục sinh, lễ lòng Chúa thương xót. Một điều gì đó vĩ đại hơn. Linh mục Minh Anh, Tổng giáo phận Huế. Rồi Ngài nói với Tô-ma, hãy sờ ngón tay con vào đấy và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra đây và thọc vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Gioan chương 20 câu 27. Kính thưa anh chị em, câu chuyện tin mừng hôm nay kể lại cho chúng ta một lúc hai lần hiện ra của Chúa phục sinh. Lần thứ nhất, Tô-ma Đi-đi-mô không có mặt để nhìn thấy Ngài. Ông không tin, Ngài lại phải hiện ra lần nữa. Tô-ma thật bướng bỉnh, nhưng ngạc nhiên thay, Đấng phục sinh lại muốn dùng con người bướng bỉnh này để giúp chúng ta hiểu được một điều gì đó vĩ đại hơn. Tô-ma đã thấy Chúa. Ông được mời thọc ngón tay vào lỗ đinh, xỏ bàn tay vào cành xương Ngài. Và Tô-ma đã không nói, đúng là Chúa đã sống lại. Không, Tô-ma đã vượt xa hơn, vượt qua sự hiểu biết cần thiết ấy để nói, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Tuyệt vời! Tô-ma, người đầu tiên trong số các tông đồ tuyên xưng thần tín của Chúa Kitô sau phục sinh, và Tô-ma yêu mến Ngài trọn đời. Một điều gì đó vĩ đại hơn, đó là mặc khải về một Thiên Chúa xót thương, luôn tha thứ, không thể gần gũi hơn. Chúa phục sinh tự đặt mình trong một khoảng cách rộng vừa một bàn tay hoặc một ngón tay để Tô-ma có thể dễ dàng chạm đến Ngài. Ngài mời người muôn đề đang nghi ngờ này đến sát bên Ngài để chạm vào thánh tâm đầy xót thương của Ngài. Hầu không chỉ hết nghi ngờ về thân xác phục sinh của Đấng Cứu Đồ, nhưng còn không nghi ngờ gì nữa về một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, điều mà Ngài hứa khi tha tội. Cùng Tô-ma, chúng ta cùng hãy đến sát Ngài trong khoảng cách chỉ vừa một bàn tay ấy. Đồng thời, hãy nhìn qua cành sườn rộng mở của Ngài để thấy cho được một điều gì đó vĩ đại hơn, một trái tim quả yêu thương mọi linh hồn. Không chỉ muốn chạm đến trái tim Ngài, chúng ta sẽ làm một điều gì đó vĩ đại hơn, đó là mời Chúa Giê-xu chạm vào trái tim chúng ta. Như những người phun cùi đã phơi trần thân thể biển dạng của họ cho Chúa Giê-xu chạm đến và chữa trị, chúng ta cũng trao cho Ngài linh hồn biển dạng của mình. Xin Ngài chạm vào và chữa lành.
Hãy để ngón tay thánh của Ngài chạm đến những gì cần được cảm hóa bởi ân sủng Ngài, đặc biệt qua bí tích hòa giải. Ấy cũng là một điều gì đó vĩ đại hơn, cũng là điều Ngài khát khao. Hãy đem trái tim khát khao của Ngài đến với các linh hồn. Phải, các linh hồn cũng là một điều gì đó vĩ đại hơn mà Ngài hằng khao khát, và đó là công việc của chúng ta. Nhật ký của chị Faustina viết: Con gái của ta, hãy nói với cả thế giới về lòng thương xót không thể tưởng tượng được của ta. Ta mong lệ lòng Chúa thương xót là nơi nương tựa và chở che cho mọi linh hồn, nhất là cho những tội nhân đáng thương. Vào ngày đó, chính vực thẳm của lòng thương xót dịu dàng của ta được mở ra. Ta tuôn đổ cả đại dương ân sủng cho linh hồn nào đến gần suối xót thương của ta. Linh hồn đi xưng tội và rước lệ sẽ được thử tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày đó, tất cả các cơn lũ thần thánh sẽ mở ra, dòng chảy ân sủng được mở ra. Từ lúc chị qua đời, năm 1938, những mặc khải riêng cho chị bắt đầu được đọc và chia sẻ. Nhưng một số người đã đặt câu hỏi về tính xác thực của chúng. Vì vậy, ngày 6 tháng 3 năm 1959, các tác phẩm của Faustina đã bị văn phòng tòa thánh đưa vào danh sách cấm. Tuy nhiên, năm 1965, với sự cho phép của cùng một văn phòng tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Karol Wojtyla, giáo phận Krakow, Ba Lan, đã bắt đầu cung cấp thông tin. Chị Faustina và các bài viết của chị đã tỏa sáng. Tiến trình này kết thúc ngày 15 tháng 4 năm 1978 với việc Bộ Giáo lý Đức tin Roma ban hành một sắc lệnh mới cho phép phổ biến tài liệu của nữ tu Faustina và lòng sùng kính mới đối với lòng Chúa thương xót. Sau đó, bởi sự quang phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, một điều gì đó vĩ đại hơn đã xảy ra. Chỉ 6 tháng sau, Tổng Giám mục Karol Wojtyla được bầu làm giáo hoàng. Đó là Đức Gioan Phaolô II. Hơn 2 thập kỷ sau, ngày 30 tháng 4 năm 2000, Faustina được chính Đức Gioan Phaolô II phong hiển thánh. Nhân dịp này, Ngài thiết lập lễ lòng thương xót cho giáo hội Hoàng Vũ vào ngày thứ 8 tuần Bạc Nhật Phục Sinh hàng năm. Anh chị em, thật đáng kinh ngạc, từ tay Chúa Giêsu Phục Sinh chọn ra một trong những giáo hoàng vĩ đại nhất để giới thiệu những mặc khải này với thế giới. Từ đó, những thông điệp này đã trở thành một bữa tiệc chung cho tất cả mọi người. Phần chúng ta, hãy đến với Ngài là suối nguồn xót thương dù chúng ta là ai, tình trạng linh hồn chúng ta thế nào, tội lỗi, sột mịn, lơ là hay đạo đức. Đừng để mình chết khác khi ở bên mà suối sự sống của Ngài. Ấy là một điều gì đó vĩ đại hơn Ngài đang mong đợi. Cuộc đời luôn có gì đó hơn, nhưng sự phục sinh của Đức Kitô và lòng thương xót của Ngài thì không thể có một điều gì đó vĩ đại hơn được nữa. Chúng ta hãy chọn lựa và sống cho cái tuyệt đối đó, lòng thương xót Thiên Chúa nơi Chúa Kitô. Ước gì lòng thương xót của Ngài chạm đến chúng ta, biến chúng ta thành những khí cụ xót thương của Ngài cho anh chị em bên cạnh mình.
chúng ta có thể cầu nguyện. Lạy Chúa, con tin lời Chúa. Linh hồn con không sợ hãi khi đến gần Chúa. Dầu tội con đỏ tươi và lớn đến cỡ nào, lòng thương xót Chúa vẫn lớn hơn, đầm hơn. Đừng để con khát khao điều gì khác ngoài Chúa, và khát cả những linh hồn cho Chúa. Ấy cũng là một điều gì đó vĩ đại hơn. Amen. Lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được những bài suy niệm tương tự của cùng tác giả trong mỗi ngày. Xin liên lạc qua email minhanhhue06@gmail.com. Xin cảm ơn. Linh mục Minh Anh, Tổng giáo phận Huế. Hẹn gặp lại. Với ai sống trong điều linh, sống trong hờn cấm, sống không niềm tin. Con xin tin thác vào tình thương bao la của Chúa. Bên trái tim cha, lòng con ngây ngất hoang ca. Con xin dâng Chúa một bài ca tôn vinh tình yêu Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.